Để đảm bảo an toàn dịch bệnh và quy định giãn cách, lực lượng chức năng của Hà Nội đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Công an thành phố khẳng định trong thời gian tới vẫn sẽ tăng cường các chốt kiểm dịch và xử phạt vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân, phòng chống hiệu quả dịch bệnh. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa bàn, thành phố Hà Nội chỉ đạo các kế hoạch phòng dịch phải đi vào cuộc sống, chống dịch hiệu quả, đặc biệt là các lãnh đạo phường, quận phải chịu trách nhiệm chính trong triển khai thực hiện chỉ thị số 17. Và phóng sự sau cũng sẽ kết thúc tiểu mục Chuyện làng chuyện nước ngày hôm nay. Và Nông thôn Chuyển động sẽ gặp lại quý vị trong Chuyện xưa chuyện này sau ít phút nữa. Đây là hình ảnh tại chốt kiểm soát phương tiện ra đường trong thời gian giãn cách theo chỉ thị 17 của thành phố Hà Nội tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Phương tiện đi lại trên đường lúc này khá đông đúc. Tất cả chủ phương tiện muốn đi vào trung tâm thành phố phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận đi làm. Càng phương tiện có đủ giấy tờ sẽ được di chuyển qua chốt nhanh chóng, tránh ùn tắc cục bộ. Tuy nhiên, không ít trường hợp đã bị lực lượng chức năng bắt quay đầu và lập biên bản xử phạt hành chính. Hôm nay là em đi đâu ấy? Em đi sửa nhà ngay trong đây. À, làm xây dựng à? Vâng. Người ta đã cấm là cái này nhà dân dụng lâu rồi mà. Vâng, cái này em cũng nắm rõ được mà nắm rõ nên là em vi phạm ạ. Mẹ tôi nhá, cái thứ nhất là em đi ra ngoài đường không có lý do chính đáng, không có giấy tờ của công ty cho đi. Và cái thứ hai nữa là em đi sửa nhà mà tất cả các công trình xây dựng là phải dừng lại. Tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố phải dừng hoàn toàn. Mà em nói em đi xây dựng nữa là cái đấy là cái lỗi nữa. Và cái thứ ba nữa là em đi, em cũng không có giấy phép lái xe nhá. Bây giờ là theo quy định là biên bản xử phạt vi phạm hành chính thì là theo các luật xử phạt thì sẽ xử phạt mức em là mức 2 triệu đồng. Cũng tại chốt kiểm tra này, đa phần người dân chuẩn bị sẵn giấy giới thiệu của công ty để trình lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp có lý do chính đáng nhưng không có giấy thông hành cũng bị lực lượng chức năng xử lý. Đấy thì xem cho bao nhiêu, chỉ 2 triệu đúng không? Đấy sao đúng cái thôi, anh thì vui vẻ chấp hành thôi. Là vì chị giải thích thế giới rất là rõ ràng rồi. Mà chị cũng phải làm theo cái chủ trương thành phố đề ra, đúng không? Nhưng mà anh thấy là cái chủ trương này nó vào cuộc sống nó quá gấp. Như kiểu đang chạy nhanh mà phanh gấp một cái là bị đâm đít thẳng vào đít rồi. Tại nhiều tuyến phố khác tại địa bàn quận Ba Đình, Tây Hồ, nhiều chốt cũng được thành lập để kiểm soát phương tiện từ 3 giờ sáng. Lực lượng chức năng không chỉ kiểm tra giấy thông hành mà còn xử lý các trường hợp kinh doanh buôn bán từ các địa phương khác sang địa bàn không tuân thủ phòng dịch. Về cơ bản là bây giờ lượng người cũng đã giảm hơn nhiều so với những ngày trước, nhưng mà vẫn là tương đối, vẫn chưa đảm bảo thực sự cái giãn cách theo đúng chỉ đạo của Ủy ban thành phố. Trong thời gian tới thì các chốt, ba chốt của Ủy ban phường Ngọc Khánh cũng sẽ tiếp tục duy trì để tiếp tục là tuyên truyền vận động cũng như là kiểm tra xử lý các trường hợp không chấp hành quy định của. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản hỏa tốc số 2434 UBNZKT gửi các đơn vị về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội. Trong đó, văn bản quy định rõ các trường hợp cụ thể, bao gồm cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị để tạo điều kiện cho các hoạt động thiết yếu cũng như sản xuất của người dân được thuận lợi. Cái mẫu phiếu chung này thì do hôm qua vừa mới phát hành nên là một số cơ quan đơn vị là cũng chưa được triển khai để làm được cái mẫu giấy đi đường chung này. Nhưng mà một số công ty hoặc là cơ quan khác thì cũng đã có rồi. À, tất nhiên là nó sẽ dễ hơn rồi bởi vì nó có một cái mẫu chung. Mình chỉ cần nhìn một cái là mình biết là có được cho phép vào hay không. Nhằm siết chặt hơn nữa giãn cách xã hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các phường, xã, thị trấn phải tăng thêm lực lượng kiểm tra, kiểm soát tại chỗ và lưu động, tăng quy mô kiểm soát trên các địa bàn, các tuyến đường giao thông, khu vực công cộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sau gần một tuần thực hiện chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã có nhiều trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng xử lý, số tiền phạt cũng lên đến hàng tỷ đồng. Thưa quý vị khán giả, trước kia khi mà chưa có các phương tiện thông tin đại chúng thì cụm từ mõ làng hết sức quen thuộc với thời cha ông ta ngày xưa. Đây là cụm từ để chỉ những người làm công việc thông báo tin tức, việc làng, việc xã cho bà con nhân dân nắm được. Còn thời nay cũng là mõ làng,
nhưng họ đã được trang bị những thiết bị tiên tiến hiện đại hơn để phục vụ cho công việc của mình. Và trong bối cảnh đại dịch thì việc mà tuyên truyền hay là thông tin đến người dân thì cũng vô cùng quan trọng đúng không ạ? Và đặc biệt là ở những vùng quê thì bà con ít có các thiết bị kết nối internet, không được ra khỏi nhà thì vai trò của các mõ làng lại quan trọng hơn bao giờ hết. Và quý vị có thể nhìn thấy hình ảnh ở đây, đây là anh Ngô Văn Út và anh Út thì là bưu tá bưu điện huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp. Trong những ngày giãn cách xã hội thì thực hiện chủ trương của cấp lãnh đạo thì anh Út không ngần ngại, không quản ngại thời tiết, chở theo một chiếc loa phát thanh đi tới tận những thôn, những ngõ nhỏ xa xôi nhất để cập nhật thông tin tới từng nhà, tới từng người dân, những chỉ thị, những quy định và thông tin về diễn biến đại dịch Covid-19 ạ. Vâng, và cũng xin được chia sẻ thêm tới chị Tú Anh rằng với cách làm này thì nhiều người dân còn nói vui, đó là nếu chỉ đọc thông tin trên báo chí thôi thì khéo sẽ quên, nhưng mà ngày nào cũng có anh mõ làng phát thông tin đều đặn thì có muốn quên cũng không được. Và giờ mà không thấy có thông tin từ những chiếc loa kéo thì lại thấy rất là thiếu. Vậy công việc này được những người như là anh Út thực hiện như thế nào? Hãy cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây của chúng tôi nhé. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Lê Trung yêu cầu tiếp tục tăng cường hơn nữa việc thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách kiểm soát dịch COVID-19, áp dụng thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn toàn huyện trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2021. Thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khóm ấp cách ly với khóm ấp, xã phường thị trấn cách ly với xã phường thị trấn, huyện thành phố cách ly với huyện thành phố, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Chiếc loa này đã gắn bó với anh Ngô Văn Út, bưu tá bưu điện huyện Lai Vung hơn nửa tháng qua từ khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện. Đều đặn mỗi ngày khi giao hàng, anh Út cùng chiếc loa đi khắp thị trấn tuyên truyền đến bà con về ý thức phòng chống dịch bệnh. Ngày nào thì mình cũng phát lo vậy thì ngày nào người dân người ta cũng nghe, thì người ta nghe nhiều thì người ta sẽ thực hiện theo. Cái tuyên truyền này coi như mình nhắc đi nhắc lại nhắc nhiều lần, cả như người ta học không thuộc bài thì học bài học riết thuộc, thì tuyên truyền càng nhiều càng tốt. Mỗi giờ mà cứ nói một lần vậy là có khi nó chưa vừa, nó nhiều hơn nữa, nó riết là người ta phải nghe thôi. Bên cạnh đó, ở tất cả 71 khóm ấp trên địa bàn huyện Lai Vung, hàng ngày đều có các chú, các anh chạy xe máy hay xe đạp với chiếc loa tay trên xe chở những thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 của các cấp đến với bà con. Với quan niệm mưa dầm thấm lâu, với hy vọng bảo vệ sức khỏe của người dân, không để dịch bệnh lây lan. Sáng trưa chút hết cái phát la của xã rồi là mình đi, thấy vậy rồi thôi tôi xếp ra đi làm giúp cho nhà nước, cho dân dân cho ổn định đàng hoàng. Cấp phát cho các ấp để các ban quản lý chợ về cái lo tay để mà tổ chức tuyên truyền thêm cái dịch COVID, đặc biệt là tuyên truyền thêm ở những nơi mà khu dân cư đông người, rồi những cái nơi mà phương tiện thông tin đại chúng chúng ta nó chưa phủ đầy, rồi những cái tuyến đường là ngõ hẹp, để làm sao mà người dân nhận thức được cái vấn đề mà phòng chống dịch COVID. Công tác phòng chống dịch không chỉ riêng của chính quyền địa phương mà kể cả các cái bà con nhân dân đều đồng lòng hưởng ứng. Cho nên vấn đề mà gọi là chúng ta tham gia vào công tác tuyên truyền, đây là hầu như các chú các bác đều là tinh thần tự nguyện và thực hiện rất là tốt. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, cả hệ thống chính trị trong huyện đã và đang tích cực triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh. Đó cũng là tinh thần chung ở khắp các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp, với hy vọng mỗi người dân hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Được biết là từ ngày 2 tháng 8, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục giãn cách xã hội đến hết ngày 15 tháng 8. Vì vậy mà công việc của những người bưu tá đưa thông tin tới người dân như là anh Ngô Văn Út mà chúng ta vừa chia sẻ chắc chắn sẽ còn vất vả hơn nhiều. Đặc biệt là những nơi mà mạng lưới thông tin không đến được thì vai trò của những người như anh là rất quan trọng để chung tay tuyên truyền thông tin để chống dịch. Vâng, đúng như anh Hoàng vừa mới chia sẻ, những bác bưu tá với công tác là tuyên truyền thông tin đến bà con nông dân, đặc biệt là ở Đồng Tháp, cũng đại diện cho những cá nhân, những tổ chức cũng đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại nhiều địa phương. Ngoài ra thì trong đại dịch cũng có rất nhiều cá nhân đã mạnh dạn đứng ra để làm các công việc thiện nguyện. Câu chuyện về một chàng giảng viên trẻ tại Cần Thơ không ngại vất vả mang lương thực, thực phẩm để tiếp sức cho những hoàn cảnh nghèo trong mùa dịch bệnh là minh chứng của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam ta. Vâng, và chúng ta thì có thể thấy rằng là với tinh thần vì cộng đồng thì mỗi cá nhân sẽ lựa chọn một cách làm khác nhau. Có những bạn trẻ y khoa thì tình nguyện tham gia hỗ trợ chống dịch, có các bạn khác lại tham gia đội sửa chữa xe xuyên đêm cho những người lao động nghèo trên đường về quê. Còn chàng trai trong câu chuyện mà chúng tôi sắp gửi tới quý vị lại chọn cách đi mua ủng hộ những tấm vé số cho người dân tại Hậu Giang.
Khi giãn cách xã hội, anh tiếp tục vận động mạnh thường quân, ủng hộ nhu yếu phẩm, mua bảo hiểm người nghèo cho các hoàn cảnh khó khăn. Vâng, tinh thần của người thầy giáo trẻ thì không chỉ làm cho chúng ta cảm thấy ấm lòng đúng không ạ? Mà chúng ta thấy rằng là cái tinh thần này còn lan tỏa cho những bạn sinh viên, cho cả những đồng nghiệp để từ đó thì tạo nên một phong trào thiện nguyện. Thường làm công việc thiện nguyện, nếu trước đây anh Nguyễn Phúc Thịnh, giảng viên bộ môn giáo dục thể chất của trường đại học Võ Trường Toản, tỉnh Hậu Giang, thường đi khắp nơi để tìm mua lại vé số của những người khó khăn rồi bán cho bạn bè qua mạng xã hội, thì từ ngày giãn cách xã hội, vé số đã ngừng phát hành. Những mảnh đời khó khăn nay như rơi vào bế tắc. Anh Thịnh đã đứng ra vận động mạnh thường quân, mua lương thực thực phẩm mang đến trao đến hộ nghèo trong lúc nguy nan. Thấy mình hỗ trợ được cái nào thì mình hỗ trợ, nhưng mà cái cấp thiết nhất khúc này đó là cái nguồn thực phẩm. Tại vì họ không có thể nào kiếm ra được đồng tiền và họ cũng không có được đi ra ngoài nữa. Bên cạnh đó, anh Thịnh còn giới thiệu công việc ổn định cho những người nghèo thay đổi cuộc sống sau mùa dịch bệnh, vận động mua bảo hiểm cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. Nhận được sự giúp đỡ lúc hoạn nạn, nhiều lao động nghèo đã thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Cảm thấy vui mừng lắm con. Cứu trợ mà được cái lúc này đó rất là quan trọng và rất là ý nghĩa. Bà mừng dữ lắm. Bởi vì bà bây giờ bà đã có đi chợ đi búa gì đâu. Bà gửi nó sớm không. Bởi vì có chút đỉnh tiền thì bà mới gửi mua cá, có gạo, mua cá, mua mắm để dành đó ăn hàng ngày. Vì những việc làm ý nghĩa của mình, anh Thịnh nhận được rất nhiều sự quý mến và giúp đỡ từ bạn bè và học trò, người góp của, người góp sức cùng anh trao đi yêu thương. Hạnh thường giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn này thì mình cũng hay ủng hộ thầy Hạnh, là đi phụ thầy Hạnh chở đồ để giúp thực hiện. Niềm vui của người giáo viên trẻ là thấy cuộc sống những lao động nghèo cơ cực đỡ vất vả hơn, gặp được những người bạn có chung tinh thần thiện nguyện, đồng thời lan tỏa những điều tốt đẹp ấy đến với các bạn trẻ để mọi người cùng chung tay giúp đỡ nhau qua mùa dịch bệnh. Thưa quý vị khán giả, trong tất cả các đợt bùng dịch COVID-19, Việt Nam vẫn là một quốc gia được ca ngợi bởi tinh thần tương thân tương ái. Câu chuyện từ những máy ATM gạo, rồi ATM khẩu trang hay là những quầy hàng không đồng, ủng hộ lương thực thực phẩm đã tạo thành một phong trào thiện nguyện rộng khắp. Vâng, và đây quả thực là một cái sự hỗ trợ rất đắc lực để chúng ta thực hiện theo chỉ tiêu là không để ai bỏ lại phía sau. Đến nay thì theo báo cáo giám sát của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cả nước đã hỗ trợ 168.800 tỷ đồng với các đối tượng, riêng về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng do triển khai trong điều kiện là chưa có tiền lệ. Trong thời gian gấp gáp nên là kết quả sau cùng chưa được như là mong muốn, đã hỗ trợ được 39.000 tỷ đồng cho 14,4 triệu người được thụ hưởng. Hiện cơ quan chức năng cũng đã đề xuất là để sớm tổng kết việc thực hiện gói 62.000 tỷ đồng, đề xuất giải pháp chính sách và thực hiện tiếp theo. Vâng, và chúng ta đều hy vọng rằng với những cái thông tin rất là tích cực mà chị Tú Anh vừa mới chia sẻ thì sẽ giúp những người lao động nghèo có thêm phần động lực. Dù có thể là chưa nhận được hỗ trợ, nhưng sớm thôi, những trợ giúp này sẽ đến được tay người dân để cùng vượt qua đại dịch. Còn tiếp theo, Nông thôn Chuyển động sẽ tiếp tục với Cẩm nang sức khỏe. Thưa quý vị, việc tự cách ly tại nhà hay là các cơ sở y tế trong 14 ngày là điều cần thiết với những người dân trở về từ vùng dịch hoặc là nguy cơ tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh. Đây là phương án giúp giảm tải những căng thẳng cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ cũng như là các cơ sở y tế hiện nay. Vâng, và tôi cũng có một thắc mắc một chút là nếu mà trong những cái trường hợp mà phải tự cách ly ở nhà 14 ngày thì những người bị cách ly có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của mình như thế nào? Không biết là anh Hoàng thì có thể chia sẻ với chúng tôi được không ạ? Vâng, cá nhân tôi đoán rằng thì đây không phải là cái thắc mắc riêng của chị Tú Anh. Để giải thích thắc mắc này thì mời quý vị và bà con cũng như là chị Tú Anh cùng theo dõi clip ngắn ngay sau đây sẽ hướng dẫn quý vị chi tiết là có thể tự theo dõi triệu chứng của bệnh COVID-19 trong 14 ngày cách ly và 14 ngày tiếp sau. Nên ở nhà trong 14 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng với một người mắc bệnh COVID-19 và theo dõi các triệu chứng sức khỏe của cơ thể. Sau 2 đến 14 ngày có thể có hoặc không các biểu hiện: ho, khó thở hoặc thở gấp, sốt hoặc ớn lạnh, đau cơ hoặc đau toàn thân, nôn hoặc tiêu chảy, mất mùi hoặc vị giác. Triệu chứng sẽ trở nặng trong trường hợp khó thở, đau tức ngực dai dẳng, xuất hiện tình trạng lú lẫn, không thể đứng dậy, kém tỉnh táo, da, môi, móng tay, móng chân xanh tái. Khi có bất cứ triệu chứng nào, người tự cách ly tại nhà cần cập nhật triệu chứng trên ứng dụng VHD hoặc Bluezone, đồng thời liên hệ ngay với các cơ sở y tế để được trợ giúp.
Vâng, hy vọng rằng là với những thông tin trong Cẩm Nang Sức Khỏe vừa rồi thì cũng đã giúp cho quý vị có thể trang bị cho mình thêm thông tin để có thể bảo vệ cho bản thân mình, cho gia đình và cho cả xã hội. Và tiếp theo sẽ là những thông tin về những cảnh đẹp của làng quê đất nước ở trong blog du lịch với phần trình bày của biên tập viên Huy Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, đỉnh núi Kia Tăng là một vùng đất cao nhất nhì của tỉnh Tuyên Quang. Và đây cũng là địa danh nổi tiếng gắn với công việc của những nông dân tại xã Hồng Thái, đó là chăm sóc, bảo vệ và thu hái hàng nghìn gốc chè san tuyết. Không chỉ có cây chè san tuyết, với lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm khi nằm ở độ cao gần 1.200m so với mực nước biển, nhiều năm qua thì người dân Hồng Thái còn sinh sống dựa vào nhiều loại cây trồng bản địa như là cây lê. Và cây lê, cây chè san tuyết đã trở thành cây trồng chính đem lại cuộc sống ấm no, đủ đầy cho bà con dân tộc người Mông. Giờ đây thì những đồi chè san tuyết, những vườn lê trĩu quả đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn với những ai yêu thích khám phá không gian thiên nhiên hoang sơ và hòa mình với thiên nhiên. Quý vị biết không ạ, xã Hồng Thái còn ví như là Sapa thu nhỏ của xứ Tuyên bởi khí hậu mát mẻ quanh năm. Nếu có dịp lên đây để tận hưởng bầu không khí và uống tách trà san tuyết thơm ngon, thượng hạng thì còn gì bằng phải không nào? Mặc dù đang trong thời điểm giãn cách xã hội, tuy nhiên blog du lịch ngày hôm nay cũng xin gửi tới quý vị hành trình du lịch tại xã Hồng Thái, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Để qua màn ảnh nhỏ, quý vị vẫn có được những cảm nhận về một miền đất hoang sơ và tươi đẹp. Được biết đến là mảnh đất với một hệ sinh thái trù phú, những điểm du lịch tuyệt đẹp, những cánh rừng nguyên sinh, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang còn nổi tiếng với loại chè san tuyết, cổ thụ thơm ngon và quý. Khi đến đây, bạn có thể cùng với người dân địa phương đi hái chè ngay từ sáng sớm. Em đi một số vùng thì nó mọc rất là cao, nhưng mà tại vùng Hồng Thái của chúng ta thì cây chè nó không cao lắm. Chúng ta để nó như thế này hay là do nó không lên được nữa? Chúng ta để thế này thôi, một năm là chúng ta sẽ tỉa một lần. À, do chúng ta tỉa để cho nó ngắn bớt đi. Một phần là để cho nó ra nhiều búp hay là để cho thấp để chúng ta dễ hái ạ? Để cho nó ra nhiều búp ạ, nếu mình không tỉa thì nó không ra được nhiều. Với lại nó cao lên thì nó không ra, nó toàn là cái lá dài dài này. Nhưng mà mình tỉa một năm, mình cứ tháng 12, tháng cuối tháng 12 là mình tỉa, xong là tháng 2, tháng 3 là lại mọc rất nhiều. Nhưng mà nếu mình không tỉa thì không mọc. Loại chè đặc biệt mà chị Vinh đang hái là loại một tôm một lá. Điều đặc biệt ở Na Hàng đó là người dân không bón bất cứ một loại phân bón hóa học nào. Chè san tuyết hoàn toàn tự nhiên, cây tự lớn với mưa và nắng. Những ngọn chè san tuyết được bao bọc bởi mây mù quanh năm, nhờ vậy mà giữ trọn hương vị thơm ngon. Chè san tuyết tại Na Hàng còn từng vinh dự trở thành sản phẩm được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chọn làm quà tặng Thủ tướng Malaysia trong chuyến thăm hữu nghị Việt Nam năm 2019. Cái vui mừng không thể tả xiết được. Xong lúc khoảng xong thời sự một cái thì thực sự là lúc đó thì bảo như thế là hợp tác xã mình có một cái động lực rất là lớn, nên là các thành viên từ nay trở đi là cùng cố gắng, rồi một ngày nào đó hợp tác xã sẽ lớn mạnh. Không chỉ được trải nghiệm cảm giác lên nương hái chè, đến với xã Hồng Thái, huyện Na Hàng, bạn còn có cơ hội được thưởng thức hương vị của những trái lê. Vào thời điểm hoa lê nở, Hồng Thái được khoác lên mình một màu trắng muốt. Từ đây đang nhen nhóm hình thành việc phát triển du lịch cộng đồng mới. Nhiều nông dân như chị Mai hy vọng địa phương mình sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách phương xa trong những năm tới. Đến mùa hoa lê thì khách thì cũng thấy lạ, thì rất là thu hút khách, cũng rất là đông. Ví dụ như năm nay thì cái vụ hoa lê vừa rồi còn không có chỗ ăn ngủ nghỉ cho khách ạ, rất là đông. Đến Hồng Thái mùa này, chúng ta có nhiều hơn một chuyến đi. Những sản vật tươi lành ở nơi được ví như là Sapa thu nhỏ của tỉnh Tuyên Quang. Những cảm nhận riêng có về một miền đất đậm đà bản sắc dân tộc và không thể thiếu những bức ảnh đẹp đến nao nồng bên những đồi chè, đồi lê trắng tinh khôi mỗi năm chỉ nở duy nhất một lần. Vâng, đến với xã Hồng Thái, huyện Na Hàng, bạn còn có cơ hội ngắm nhìn các dãy núi cao, nhất là vào buổi sáng, mây răng kín đỉnh Đán Khánh, Sam Kha, Ma An Bò, Kỳ Trang. Mây còn xà xuống thung lũng nơi có các bản người Dao, người Mông sinh sống và quần tụ. Với những ai yêu thích du lịch và thích khám phá những vùng đất mới thì đây thực sự sẽ là một điểm đến vô cùng hấp dẫn. Từ Hà Nội vượt qua quãng đường hơn 300 km thì sẽ tới với xã Hồng Thái của huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Nếu vào thời điểm đầu xuân thì các bạn sẽ được ngắm những đồi hoa lê trắng muốt và tha hồ sáng tác nghệ thuật hay là check-in.
Còn vào thời điểm này, chúng ta sẽ được tận hưởng nhịp sống thanh bình, thiên nhiên khoáng đạt và đặc biệt là tham gia công việc hái chè của bà con dân tộc. Và hy vọng rằng sau thời gian giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19, đây sẽ là điểm đến tương lai của nhiều du khách.